Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Tướng Môn Độc Hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 208. Chất vấn. Thẩm Diệu, có phải là nếu ta không gọi ngươi, ngươi sẽ không đến đây? Trong phòng, bầu không khí đông cứng, ánh mắt của hắn sắc bén như lưỡi dao, tuy sắc mặt trắng xám nhưng khí thế chưa bao giờ yếu ớt. Thẩm Diệu nói, ngươi nghĩ quá nhiều rồi người có chuyện gì giấu ta phải không? Tạ Cảnh Hành hỏi. Thẩm Diệu lắc đầu, không có. Làm sao nói được đây? Bình tĩnh mà xét, đời này và đời trước khác biệt hoàn toàn. Tạ Cảnh Hành cũng chưa chắc đã có liên quan gì đến Mi Phu nhân. Nhưng nghĩ đến Phó Minh và Biển Du, nàng không thể lý trí và bình tĩnh mà xem xét chuyện này. Nếu nàng không có chút tình cảm nào với Tạ Cảnh Hành, có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Đáng sợ nhất là khi trong tình cảm lẫn lộn những thứ khác. Oán hận không thể gọi là oán hận. Yêu không thể gọi là yêu. Cuối cùng sinh ra vô số hoảng sợ. Đến mức không còn dũng khí để đối diện vấn đề. Tạ cảnh hành nhìn nàng chằm chằm. Thầm dịu sợ bị nhìn thấu. Liền nói. Người thân thể đã khá hơn. Hãy nghỉ ngơi nhiều. Ban đêm dài. Uống thuốc rồi sớm chút ngủ đi. Nàng đứng dậy. Xoay người định rời đi. Người không thể chờ đợi để đi sao? tạ cảnh hành âm thanh từ phía sau vang lên, tựa hồ mang theo chút oan ức không thể nhận ra, mấy ngày nay ngươi đều không đến thăm ta. Khi ta mở mắt ra, điều đầu tiên nghĩ đến là ngươi nhất định đã sợ hãi. Hắn cười buồn, cục mắt nói, là ta đã nghĩ quá. Thẩm diệu không nói gì, đẩy cửa đi ra ngoài. Đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại. Tạ cảnh hành nhất định sẽ phát hiện nàng dị thường, hắn nhạy cảm như vậy, nếu phát hiện, bí mật của nàng sẽ không có cách giải thích. Chuyện của thường tại thanh dù sao cũng là người của nhà nàng, nhưng Lý Mi tỷ đệ chưa từng gặp mặt, lại là ân nhân của tạ cảnh hành. Vì toàn bộ lũng nghiệp đều biết, nên Lý Mi tỷ đệ càng không thể xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ làm hại đến danh tiếng của duệ thân vương phủ. Một bên là nguy cơ, một bên là muốn diệt trừ kẻ thù từ kiếp trước, để bọn họ sống thêm một khắc nữa đều là dằn vặt đối với thẩm diệu còn liên quan đến tạ cảnh hành, thẩm diệu cảm thấy mình đã gặp phải kiếp nạn lớn nhất từ khi đến đại lương. Bát giác mang chén thuốc tới, thấy thẩm diệu sững sờ, nói, phu nhân, sao nhanh vậy đã ra rồi? Không bồi chủ tử thêm một lúc sao? Không cần, thẩm diệu nói, các ngươi chăm sóc tốt hắn. Nàng không quay đầu lại, đi về phía trước. Hai ngày sau, Mạc Kinh mang theo tin tức đến trước mặt thẩm diệu. Hắn nói, đôi tỷ đệ này là người khâm châu là con nuôi của một gia đình thương gia phu nhân nhà đó chết sớm lão gia cũng vừa chết bệnh trước khi chết ông ta nói cho họ biết hai người không phải con ruột an táng xong dưỡng phụ họ liền đến lũng nghiệp tìm gốc tích nhưng không có đầu mối gì không thể thẩm diệu đứng lên mạc kinh nói biết được tin tức chỉ có nhiều như vậy thuộc hạ đã khiến người ở khâm châu hỏi thăm hàng xóm láng giềng đều biết, từ nhỏ nhìn đôi tỷ đệ này lớn lên. Người xác định Lý Mi chưa từng đi minh tế. Thẩm Diệu không tự giác móng tay bấm vào lòng bàn tay. Nàng xưa nay chưa từng ra khỏi nhà, đây là lần đầu tiên rời Khâm Châu. Mạc Kinh nói. Thẩm Diệu nhắm mắt lại. Hai ngày này Lý Mi và Lý Khác đều ở trong thân vương phủ, thi thoảng đi bồi quý phu nhân, chưa làm chuyện gì khác. Thẩm Diệu hỏi vậy bọn họ có gặp điện hạ không thật không có không có thông báo ai cũng không thể tự tiện gặp điện hạ kể cả ân nhân cứu mạng mạc kinh trả lời ta biết rồi người đi đi tiếp tục theo dõi đôi tỷ đệ này có động tĩnh gì lập tức báo cho ta thẩm diệu nói mạc kinh theo lệnh lui ra mạc kinh đi rồi thẩm diệu ngồi trở lại trên ghế ánh mắt dần nặng nề Mạc Kinh hỏi thăm kỹ lưỡng, chắc chắn không bỏ sót manh mối. Dưới tình huống này mà chỉ biết được chút tin tức như vậy, hoặc là đời này và đời trước hoàn toàn khác nhau. Từ thiên kim thần tử của Minh Tề đột nhiên thành nữ nhi của thương gia Đại Lương, thật sự kỳ quái. Hoặc là đôi tỷ đệ này giấu giếm quá sâu, dòng dõi trong sạch, không để lại manh mối nào. Như vậy, dù nàng có nói với quý phu nhân rằng đôi tỷ đệ này có ý đồ xấu, cũng không ai tin. Từ nhỏ tại Khâm Châu lớn lên là thương gia tỷ đệ, lần đầu tới lũng nghiệp để tìm nguồn gốc, ai có thể tin họ mưu hại thân vương phủ. Nàng đứng dậy, muốn đi xem tạ cảnh hành, nhưng nghĩ đến Lý Mi tỷ đệ bây giờ là ân nhân của tạ cảnh hành. Kiếp trước đại lương hoàng thất và Lý Mi tỷ đệ có liên hệ, liền lại thấy khó đối mặt. Bước đi đó Trung Quy vẫn không bước ra được. Vị ương cung. Hiền Đức Hoàng hậu nghe cung nữ nói xong, Thở vào nhẹ nhõm, trên mặt dẫn theo chút ý cười, nói: "Nếu đã tỉnh rồi, hữu kinh vô hiểm, người đến đi lấy trong cháp của bản cung hai quả hạch đào trăm năm đưa tới thân vương phủ, để thân vương bồi bổ thân thể." Lại bỗng nhiên nhớ ra điều gì, nói: "Hoàng thượng có biết việc này?" "Bệ hạ đã biết." Cung nữ cười nói: "Vậy bản cung sẽ nói một chút việc này với ngài ấy." Hiền đức hoàng hậu định đứng dậy, cung nữ do dự nói, bệ hạ giờ khắc này đang ở chỗ tĩnh phi nương nương. Có lẽ đang ăn mừng. Hiền đức hoàng hậu dừng lại, rồi ôn hòa cười nói, vậy bản cung sẽ không đến làm phiền. Trong mắt nàng thoáng qua một tia âm u khó phát hiện. Chỉ là, nương nương, nô tỳ nghe nói thân vương điện hạ tỉnh lại, cũng nghe được một số phu nhân đang bàn luận. Nói cái gì? nói rằng thân vương phi dường như không thích đôi tỷ đệ cứu mạng thân vương điện hạ, biểu hiện rất làm khó dễ. Có lẽ vì đố kỵ sắc đẹp của đối phương, hoặc căn bản không hy vọng thân vương điện hạ được cứu. Nói đến cuối, âm thanh cung nữ dần dần yếu ớt, tựa hồ cũng biết mình nói điều đại nghịch bất đảo. Nói hưu nói vượn, hiền đức hoàng hậu lớn tiếng quát, thân vương phi làm sao không hy vọng thân vương điện hạ được cứu. Cung nữ sợ hãi, không dám ngẩng đầu lên. Hiền Đức Hoàng hậu sau một tiếng quát trói tai, dần bình tĩnh lại, nàng lạnh nhạt nói, nói thân Vương Phi ghen tị thật không? Bản cung lại cảm thấy, chỉ là ân nhân cứu mạng, sao có thể gây ra sóng gió lớn như vậy? Chuyện này tỷ đệ đó cũng không phải người bình thường. Vị ương cung lặng ngắt, không ai dám nói chuyện, Hiền Đức Hoàng hậu ngồi trên cao, ánh mắt biến ảo, rồi lại cô độc. Liên tiếp mười mấy ngày, thẩm diệu tự ra mình trong phòng, cẩn thận suy nghĩ cách giải quyết vẹn toàn, nhưng bất kể nàng nghĩ thế nào, cũng không thể đảm bảo không để lại hậu hoạn. Lý mi tỷ đệ xuất hiện đúng lúc, đặt họ vào một vị trí vô cùng nhạy cảm, hầu như là tấm bình phong thiên nhiên, thẩm diệu không thể động vào. Trong mười mấy ngày đó, nàng cũng tránh mặt tạ cảnh hành. Mỗi khi đối diện với tạ cảnh hành, trong đầu nàng đầy ngờ vực nếu kiếp trước Lý Mi tỷ đệ thật sự có liên quan đến tạ cảnh hành, thẩm diệu không biết làm sao đối mặt với hắn, e rằng phu thê duyên phận của họ cũng sẽ đi đến hồi kết. Bởi vì Uyển Du và Phó Minh, nàng không thể làm ngơ mọi chuyện. Sáng hôm đó, thẩm diệu tỉnh dậy với gương mặt tái nhợt. Kinh chập và cốc vũ đều nhận ra sự bất thường, hỏi nhiều lần, thẩm diệu chỉ qua loa trả lời, nhưng trong lòng đầy nghi ngờ. Đêm qua, Nàng mơ thấy mình ở Định Kinh, trong Khôn Ninh cung, Uyển Du và Phó Minh đang ăn trái cây trò chuyện, nhưng bỗng dưng miệng họ chảy máu tươi. Nàng kinh hoàng đi tìm thái y, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy Mi phu nhân và Phó Tu Nghi bước vào. Phó Tu Nghi ra lệnh trói nàng lại, ném cả nàng và Uyển Du cùng Phó Minh vào trong cung, sau đó một đám cháy lớn thiêu rụi Khôn Ninh cung. Ngọn lửa lớn nuốt chửng Uyển Du và Phó Minh, nàng tan nát cõi lòng gào thét thấy mi phu nhân nhàn nhạt, nhạt cười nói, ngươi thua rồi. Thẩm diệu tỉnh dậy từ cơn ác mộng, mùa hè nắng sớm, nhưng nàng đầy mồ hôi lạnh, khắp người ướt đẫm. Hình ảnh tuyệt vọng của Uyển Du và Phó Minh ám ảnh đầu óc nàng, khiến nàng không thể yên lòng. Nàng bước ra khỏi viện, trước mặt gặp ngay Lý Mi. Lý Mi thấy Thẩm Diệu, lập tức dừng bước, cúi chào. Thẩm Diệu u ám nhìn nàng, mỗi khi gặp nữ nhân này, nàng phải cố gắng kiềm chế sát ý. Đặc biệt là giấc mơ đêm qua, khiến nàng không thể kiềm chế muốn giết đối phương, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay mới giúp nàng tỉnh lại. Thẩm diệu liếc nhìn Lý Mi, hỏi, Lý cô nương đi đâu vậy? Ngữ khí của nàng gượng gạo, mang theo một loại kỳ quái ý vị, khó mà che giấu. Lý Mi cười nói, thân vương điện hạ tỉnh rồi, hôm nay chịu chúng ta tỉ đệ qua gặp. Nhị đệ đã đi trước, dân nữ đang định đến đó. Nàng nhìn thẩm diệu với chút xấu hổ, quấy giày quý phủ nhiều ngày, hôm nay gặp thân vương điện hạ xong, dân nữ và nhị đệ cũng nên rời đi. Vương phi nương nương đã phối hợp chúng ta rất nhiều, còn chưa nói lời cảm tạ. Thẩm diệu trong lòng cười lạnh, nàng chưa từng phối hợp hai người này, chắc hẳn là chủ ý của quý phu nhân. Toàn bộ quý phủ xem họ là ân nhân cứu mạng tạ cảnh hành, nên mới đối xử khách khí như vậy. Làm sao lại nói rời đi? Thẩm Diệu không mặn không nhạt nói, chúng ta còn chưa kịp báo đáp các ngươi. Lý Mi lắc đầu, chúng ta đến Lũng Nghiệp tìm thân nhân, thân vương điện hạ đã khỏe, chúng ta cũng nên rời đi. Thẩm Diệu kéo khóe miệng, không tin tưởng Lý Mi đến Lũng Nghiệp chỉ để tìm thân nhân, ai biết họ đến đây làm gì. Lý Mi nhìn Thẩm Diệu, đột nhiên nhẹ giọng nói, vương phi nương nương, dân nữ có phải đắc tội gì không? nương nương dường như rất không thích dân nữ. Cuối cùng cũng nói ra, thái độ của thẩm diệu với Lý mi rõ ràng có chút khác thường. Ngoài lần gặp đầu tiên, thẩm diệu chưa gặp lại Lý mi Thẩm diệu làm việc chu toàn và ôn hòa, tất nhiên không phải quên, mà là cố ý gây ra, khiến người khác nghi ngờ. Ta quả thực không thích ngươi. Thẩm diệu ngành cầm, nàng có thể giả vờ trước mặt kẻ thù, nhưng không thể làm điều đó với mi phu nhân nàng muốn trực tiếp biểu đạt sự oán hận nếu không phải vì rượu thân vương phủ nếu không thể giải thích với tạ cảnh hành nàng khẽ cười ngươi muốn biết tại sao không lý mi nghi hoặc nhìn nàng đôi mắt quyến rũ đầy thẳng thắn khác hẳn với ký ức của thẩm diệu bản năng thẩm diệu lạnh lùng nói sau đó không quay đầu lại mang theo kinh chập và cốc vũ đi qua lý mi đứng một lúc lắc đầu rồi rời đi Xa xa, thẩm diệu nhìn bóng lưng của nàng, sắc mặt lạnh lùng như băng. Kinh chập và cốc vũ không dám nói câu nào, không hiểu sao thẩm diệu đối diện mi phu nhân lại trở nên đáng sợ. Loại đáng sợ này, các nàng chưa từng thấy trên thẩm diệu trước đây. Muốn rời khỏi, thẩm diệu trầm giọng tự nói, rồi lạnh lùng ra lệnh, đi gọi Mạc Kinh tới. Mạc Kinh nhanh chóng tới phòng thẩm diệu, nói, phu nhân, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm báo. Thẩm diệu nói, chuyện của ngươi để sau, ta có chuyện quan trọng hơn. Mạc kình nghi hoặc, phu nhân mời nói. Ngươi cho ta giết Lý Mi và Lý khác. Mạc kình sừng sốt. Thẩm diệu nói, ta nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này tuy rằng không thích hợp, có lẽ sẽ cho duệ thân vương phủ đưa tới mối họa. Thế nhưng nếu như hai người này giữ lại không chết, ngược lại sẽ trở thành càng lớn biến số. Ta thả gánh tội danh này, cũng không muốn để hai người này sống sót, tương lai trở thành mối họa lớn hơn. Hiện tại móng vuốt của hai con sói này còn chưa dài đủ, nếu dài đủ, muốn giết cũng không đơn giản như vậy. Ta không muốn suy nghĩ chuyện này có chu toàn hay không, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có thể nghĩ cách giết bọn họ không? Thầm diệu thấp giọng hỏi, giọng nàng trong phòng vang vọng, như từ địa ngục, nhưng mang theo sự kiên định sâu sắc. Giấc mơ về Uyển Du và Phó Minh nhắc nhở nàng, không thể do dự thiếu quyết đoán, nếu không có biện pháp vẹn toàn đôi bên, thì trước tiên giết đã. Sau đó chuyện gì xảy ra sẽ tính tiếp. Hiện tại nếu chuyện này đối với tỷ đệ chỉ là thân phận thương hộ nhi nữ, giết bọn họ cũng không gây phiền phức lớn. Nếu sau này bọn họ tìm được chỗ dựa, việc giết bọn họ sẽ càng khó khăn. Huống hồ, Lý Mi hôm nay cũng nói, chẳng bao lâu nữa họ sẽ rời khỏi ruệ thân vương phủ. Sau khi rời đi, họ sẽ đi đâu, đến nơi nào có thể bảo vệ họ? Thẩm Diệu nghĩ, thời cơ giết người cũng phải đúng lúc, không thể kéo dài nữa. Lý Mi và Lý Khác sống sót một ngày, lòng nàng không yên, càng thêm nghi ngờ tạ cảnh hành. Giữa kiếp trước và kiếp này, nàng lựa chọn giết Lý Mi và Lý Khác ngay bây giờ. Về phần Đại lương hoàng thất kiếp trước đóng vai gì? nàng không muốn truy cứu. Đây là nhượng bộ lớn nhất và duy nhất nàng dành cho tạ cảnh hành. Mạc Kinh đột nhiên quỳ xuống, nói, thuộc hạ không thể làm được. Thẩm diệu theo dõi hắn. Thuộc hạ muốn cùng phu nhân nói chính là chuyện này. Vừa hỏi thăm truyền về tin tức, Lý Mi tỷ đệ hai người muốn tìm đến thân nhân là đương triều thừa tướng Diệp Mậu Tài. Lý Mi tỷ đệ là Diệp phu nhân nhi nữ. Mạc Kinh nói, Diệp gia đã phái người đến rồi. Thẩm Diệu lảo đảo lui về phía sau một bước, nói, ngươi nói cái gì? Thuộc hạ có lỗi với phu nhân, mong phu nhân trách phạt. Trong phòng vắng lặng hồi lâu, Mạc Kinh chậm chạp không dám ngẩng đầu. Không biết tại sao, hắn hầu như có thể tưởng tượng được trong mắt Thẩm Diệu sự thất vọng, sự vô lực để hắn không dám đối diện với biểu hiện của Thẩm Diệu, như thể hắn không thể gánh chịu sự bất đắc dĩ này không biết bao lâu sau, thẩm diệu âm thanh mới từ trên cao truyền đến, giọng nàng thê lương, uể oải, nói, không trách ngươi, bọn họ có chuẩn bị mà đến, còn ta tâm trí bất định, do dự mới bỏ lỡ cơ hội tốt. Chỉ là, giọng nàng đột nhiên truyền lạnh, như lưỡi dao sắc từ vỏ rút ra, sắc bén và đầy sát khí, coi như có diệp ra, hai mạng này, ta cũng không thể bỏ qua. Lũng nghiệp khác định kinh, định kinh nằm ở phương Bắc, phong cảnh đẹp nhất vào mùa đông bao phủ trong lớp tuyết trắng lũng nghiệp nằm ở phía nam thời tiết đẹp nhất là vào mùa hạ đêm lạnh như nước tinh tú như ngân hà phong hoa tuyết nguyệt viện lạc là viện tử vắng vẻ nhất nhưng cũng không thể chống lại vẻ đẹp của bóng đêm một bình nước chè xanh một ván cờ hình như đã đủ thỏa mãn thanh sam nam tử dưới ánh trăng uống rượu một mình như cây trúc xanh mọc lên từ núi rừng xuất trần thoát tục thẩm diệu đi tới viện tử, nhìn thấy cảnh này. Bùi lang ngồi trước bàn đá, một tay uống trà, một tay chơi cờ. Hắn thường xuyên như vậy, dù làm quốc sư, tính tình vẫn lạnh nhạt như trước. Thẩm diệu luôn cảm thấy phó tu nghi để bùi lang vào triều đình không phải là quyết định tốt. Tính cách của bùi lang phù hợp với cuộc sống nhàn vân dã hạc. Hắn yêu đọc sách, yêu thánh nhân, thích chơi cờ, hoa cỏ trúc gậy, mọi thứ đều phong nhã, nhưng lại phải tham gia vào triều đình đấu đá. Bùi Tiên Sinh, Thẩm Diệu ngồi đối diện hắn. Bùi Lang ngẩng đầu nhìn Thẩm Diệu, hơi ngạc nhiên. Ngày đó Thẩm Diệu không nể mặt mũi cắt đứt quan hệ hai người, dù Bùi Lang có khoan dung đến đâu, cũng là nam tử có lòng tự ái. Mấy ngày nay hắn không chủ động tìm Thẩm Diệu, và Thẩm Diệu cũng không phải người sẽ chủ động cúi đầu. Hiện tại xuất hiện trước mặt hắn, Bùi Lang có chút bất ngờ bùi tiên sinh trước nói sẽ giúp ta câu nói này bây giờ còn giữ lời không thẩm diệu không dự định giao tâm hoặc chơi cờ trực tiếp hỏi thẳng ngươi nói là chuyện gì bùi lang đặt chén trà xuống hết thảy sự nhưng dưới mắt này một cái ta muốn lý mi tỷ đệ tính mạng này rất khó bùi lang cười khổ một tiếng so với ngươi tưởng tượng càng khó thẩm diệu nói này tỷ đệ hai người cùng Diệp ra liên lụy quan hệ, nói là Diệp mậu tài nhi nữ, chẳng mấy chốc sẽ biến thành Diệp mi và Diệp khác. Đơn thuần ám sát không thể, nhưng ta lại không thể buông tha bọn họ. Nàng nói là không thể chứ không phải không muốn, bất luận thế nào, nàng đều muốn lấy mạng hai tỷ đệ này. Bùi lang nhíu mày, nhưng tại sao ngươi nhất định phải lấy mạng bọn họ? Thầm diệu cười lạnh, không phải mỗi chuyện đều có đáp án, ngươi hỏi ta tại sao ta cũng muốn hỏi những vấn đề khác tại sao ta không tìm được đáp án làm sao có thể nói cho ngươi bùi lang nhìn quân cờ trên bàn một lát sau nở nụ cười ta hiểu rồi ta sẽ không hỏi ngươi nguyên nhân nữa nhưng ngươi muốn ta làm gì chuyện giết người ngươi không thông thạo nhưng ta biết bản lãnh của ngươi thẩm diệu nói nếu đã biến thành diệp mi và diệp khác muốn đối phó người liền thành diệp gia Ta muốn đối phó chính là Diệp gia. Trong triều đình, làm sao để lật đổ một gia tộc, không ai rõ ràng hơn ngươi. Ta muốn ngươi làm phụ tá cho ta. Bùi Lam ngẩn ra, lắc đầu nói, ta không hiểu ý của ngươi, dù theo định vương, ta chỉ bày mưu tính kế chính sự, không có kinh nghiệm lật đổ địch thủ. Ngươi nói lời này nghĩa là sao? Thẩm Diệu mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ, nàng tự nhiên biết rồi. Bùi lang nhìn ôn hòa, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn. Khi phó tô nghi mới lên ngôi, chu vương nhân mã luôn dòm ngó, nhưng cuối cùng đều bại dưới tay bùi lang. Ta chỉ hỏi ngươi, ngươi giúp hay không giúp? Thầm diệu hỏi. Bùi lang trầm ngâm, diệp ra bây giờ tại lũng nghiệp. Lũng nghiệp có một tình thế rất xáo diệu. Hoàng đế Đại Lương muốn lợi dụng Diệp Gia để đối phó Lư Gia. Diệp Gia không có con cái, vì thế dễ khống chế. Nhưng nếu có thêm một đôi con cái, tình thế sẽ thay đổi. Diệp gia có thể phản chiến, tranh chấp với Lư gia, hoặc liên thủ với Hoàng thất để đối phó Lư gia. Sự xuất hiện của Diệp Mi và Diệp Khác chính là điểm nhấn sáu diệu này. Thái độ của Hoàng thất đối với Diệp gia sẽ ảnh hưởng đến thái độ của Diệp gia đối với Hoàng thất. Trong tình hình này, Hoàng thất không thể manh động, vì thế sẽ đối xử với Diệp gia càng thêm khách khí ngươi là vương phi của duệ thân vương mà duệ thân vương là hoàng đế bảo đệ quấn quýt với hoàng thất người muốn mạng của diệp gia tỷ đệ hoàng đế đại lương sẽ không đồng ý thẩm diệu nhìn hắn ta tự nhiên biết điểm này vì thế ta muốn ngươi tìm cách để hoàng thất chủ động ra tay đối phó diệp gia ai ra tay trước thì sẽ thua hoàng thất đang quan sát diệp gia cũng vậy nếu ngươi nhất định muốn mạng của diệp gia tỷ đệ Đầu tiên phải tìm ra sai lầm của Diệp gia, bắt được nhược điểm của họ, tốt nhất là khơi lên sự tranh chấp giữa Diệp gia và Hoàng thất. Thẩm Diệu hỏi, còn Lư gia thì sao? Bùi Lang choáng váng. Nếu ta để Lư gia và Diệp gia khơi lên tranh chấp thì sao? Bùi Lang lắc đầu, ngươi có phải muốn bảo toàn thân vương phủ nên mới nghĩ vậy. Nhưng ta phải khuyên ngươi một câu, không có biện pháp vẹn toàn đôi bên. Lưu Gia không phải người ngu, lúc này sẽ không chủ động tranh chấp với Diệp Gia. Thẩm Diệu nói, ta hiểu rồi. Ngươi thực sự không tiếc đắc tội hoàng thất để đối phó Diệp Gia. Bùi lang cao mày, nếu ngươi thực sự đối lập với hoàng thất, thì giữa ngươi và Duệ thân vương. Sẽ sinh ra hiềm khích, bùi lang không nói tiếp. Hắn rất ngạc nhiên về thái độ của thẩm diệu đối với Diệp Mi tỷ đệ, quyết liệt không tiếc đồng quy vu tận. Diệp Mi tỷ đệ rốt cuộc đã làm gì? Ta không có con đường nào khác. Thẩm Diệu cúi đầu, có lẽ ta và Hoàng Thất không có duyên phận. Kiếp trước kiếp này, nàng đều không thoát khỏi số phận bị Hoàng Quyền đấu đá lợi dụng. Nhưng vậy thì sao? Người định khiêu khích thế nào? Bùi lang hỏi. Đây là điều ta muốn cùng ngươi thương lượng. Thẩm Diệu nói. Đại lương và minh tề khác biệt, Thẩm Diệu không quen thuộc với thế lực ở lũng nghiệp hiện tại nàng càng biết ít nàng không thể đối mặt với tạ cảnh hành không cam lòng để kẻ thù sống sót dưới mắt mình nghĩ đi nghĩ lại nàng quyết tâm dẫu ngọc nát đá tan cũng phải báo thù cho uyển du và phó minh bùi lang là minh hữu duy nhất của nàng bùi lang hiểu rõ tình hình biết cách bày mưu tính kế không lộ ra dấu vết dễ dàng khiêu khích vị quốc sư này mới là trung cao thủ nàng muốn cùng bùi lang liên thủ nhất định phải lấy mạng diệp ra tỷ đệ dù sau lưng họ có chỗ dựa lớn nàng cũng muốn đẩy đổ chỗ dựa đó cả hai thương lượng đến đêm khuya khi thẩm diệu nhận ra mình phải về viện tử đã rất muộn chỉ có kinh chập và cốc vũ bồi tiếp nàng nàng trở lại viện tử của mình đẩy cửa vào phòng đang muốn cởi áo ngoài bỗng dừng lại quay đầu nhìn thấy tạ cảnh hành ngồi trước bàn sách của nàng buồn bực lật sách Ngươi làm sao mà qua được đây?" Thẩm Diệu hỏi, "Ngươi có thể xuống giường." Hôm nay Tạ Cảnh Hành muốn gặp Lý Mi Tỷ Đệ, Thẩm Diệu không muốn nghĩ tới, càng không muốn xem. Nàng sợ khi nhìn thấy cảnh này sẽ không thể kiềm chế được những suy nghĩ đáng sợ. Nhắm mắt làm ngơ, không nghĩ rằng Tạ Cảnh Hành lại tự tìm tới cửa. Tạ Cảnh Hành lười biến cười, không trả lời câu hỏi của nàng, nói, "Muộn như vậy, sao bây giờ mới về?" ngủ không được thẩm diệu nói ra ngoài đi dạo một chút tạ cảnh hành ầm một tiếng khép sách lại vứt lên bàn nói ồ không phải cùng bùi lang uống trà chơi cờ sao điệu bộ này rõ ràng là tới hưng binh vấn tội thẩm diệu trong lòng đầy chuyện về diệp mi cao mày hỏi ngươi muốn nói gì nửa tháng tạ cảnh hành nói thẩm diệu nhìn hắn hắn cũng nhìn nàng ánh mắt phức tạp khiến thẩm diệu trột dạ. hắn nói: ta tỉnh lại nửa tháng, ngươi chỉ đến xem ta một lần. ngươi có quên rằng ngươi là duệ thân vương phủ vương phi, là thê tử của ta không? hắn nói. thẩm diệu im lặng. điều này không có cách nào giải thích. nhưng ánh mắt của tạ cảnh hành thất vọng và mang theo giận dữ. hắn nói: ta chờ ngươi cả đêm, ngươi lại cùng bùi lang uống trà chơi cờ. thẩm diệu lẽ nào ngươi yêu thích người tư sinh kia? Thẩm diệu trong lòng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Nàng vì chuyện diệp mi mà xoắn suýt, ban đêm không yên giấc, vì trung gian có duệ thân vương phủ mà không dám hành động. Bỏ lỡ thời cơ tốt nhất, không thể nhanh chóng tiêu diệt kẻ thù. Trong tình cảnh như đầm lầy này, tạ cảnh hành lại còn nghĩ nàng và bùi lang có gì đó. Nàng nói, cái đó liên quan gì đến ngươi? Tạ Cảnh Hành duệ kéo thẩm diệu đến trước mặt hắn, nàng suýt chút nữa té ngã, bị hắn giữ lại sau đầu. Tạ Cảnh Hành nắm chặt cầm nàng, gần từng chữ, nếu ta muốn ngươi bây giờ liền có quan hệ. Thẩm Diệu nhíu mày nói, có lẽ chúng ta kết minh quá vội vàng. Tạ Cảnh Hành dừng lại, sâu sắc nhìn nàng nói, có lẽ. Hắn bỗng dưng buông tay, đứng dậy, quay lưng lại với thẩm diệu, lạnh nhạt nói người tâm có phải là làm bằng sắt trong mắt ngươi chỉ có lợi dụng và chủ tính nhưng ta là người sống sờ sờ kỳ thực ngươi từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích đa nghi đi hắn hờ hững nói hai trăm linh chín tâm ý tạ cảnh hành rời đi thẩm diệu ngồi một mình trước bàn kinh chập bước vào nhìn quanh rồi nhìn thẩm diệu lúc nãy nàng ở gian ngoài tiếng nói của hai người bên trong không có giảm thấp, nên nàng nghe rõ mồn một từng chữ. Thấy thẩm diệu sắc mặt không tốt, tuy lo lắng nhưng vẫn không nhịn được nói, phu nhân, ngài đối với điện hạ quá lạnh nhạt. thẩm diệu im lặng, kinh chập tiếp tục, trước khi phu nhân gả vào thân vương phủ, ngài còn đối với điện hạ thân thiết hơn bây giờ. Dạo gần đây nhìn như cố ý tránh mặt điện hạ. Người bệnh vốn đã nhạy cảm, nhất là lần này điện hạ trở về từ cõi chết, trong lòng càng thêm phức tạp phu nhân lúc này không quan tâm điện hạ khó tránh sẽ không thoải mái chờ ngày mai phu nhân khuyên giải vài câu chắc sẽ không sao phu nhân cũng đừng quá thương tâm thẩm diệu nói ta biết rồi ngươi ra ngoài đi kinh chập lui ra kinh chập đi rồi thẩm diệu mới ấn ấn ngạch tâm nàng đang rằng co trong lòng không muốn đối mặt tạ cảnh hành nhưng khi nhìn lại Tạ Cảnh Hành cũng là vô tội. Câu nói kỳ thực ngươi, từ đầu đến cuối, cũng không có nhúc nhích đa nghi đi làm cho nàng cảm thấy lạnh cả người. Thẩm Diệu không nhớ rõ khi nào nàng bắt đầu động lòng với Tạ Cảnh Hành. Có lẽ từ khi hắn cứu nàng ở Vạn Lễ Hồ, có lẽ từ lúc hắn tháo mặt nạ trước mặt Vinh Tín công chúa, hoặc từ ngày thành thân, khi hắn trên cao mã đưa tay ra đón nàng, hay có thể là từ lần đầu gặp nhau tại tử đường cảm giác động lòng quá xa xôi kiếp trước nàng chỉ động lòng với phó tu nghi và cái giá phải trả là quá đắt sau những vết thương lòng nàng không dám dễ dàng động tâm tình cảm cũng trở nên keo kiệt cẩn thận từng ly từng tí tính toán được mất nhưng tạ cảnh hành thì khác hắn tiêu xài tình cảm của mình một cách hào phóng trong mối quan hệ này hai người họ trả giá không đồng đều nhưng thẩm diệu đã dành cho mình những gì nàng có thể đến hiện tại, vì nàng động tâm, nàng không thể không kiêng rè khi đối phó mi phu nhân. Sự quý mến và hoài nghi đan sen, khiến nàng khó đối mặt tạ cảnh hành. Mà tạ cảnh hành đâu? Chắc trong lòng hắn cũng thất vọng về nàng lắm. Nàng ngồi trước bàn, cây dược thảo quý báu từ tay xích diệm đạo sĩ, bị ném vào cháp, rơi đầy bụi, không ai quan tâm. Những ngày kế tiếp, thẩm diệu trải qua những ngày tháng kỳ lạ. La Đàm và Cao Dương không biết đã xảy ra chuyện gì. La Đàm giận Cao Dương vì chuyện giấu giếm nàng. Cao Dương thấy tạ cảnh hành đã khá hơn. Để lại lão thái y ở lại vương phủ. Kéo La Đàm đi đâu không biết. Quý phu nhân và quý vũ thư cũng trở về quý phủ. Vì tạ cảnh hành đã vô sự. Họ ở lại vương phủ cũng không cần thiết. Bùi lang cũng không biết vì sao. Tự hồ bị phong hàn. Liền ở trong phòng nghỉ ngơi. Không ra ngoài thế là thẩm diệu bên người chỉ còn lại mình nàng. Bọn hạ nhân trong vương phủ cũng nhìn ra tạ cảnh hành và thẩm diệu đang chiến tranh lạnh, đều cẩn thận từng ly từng tí. Trong lúc nhất thời vương phủ người người đều lo lắng, bầu không khí nghiêm nghị hơn cả khi tạ cảnh hành hôn mê. Chính vào lúc này, người của Diệp ra đến. Diệp ra đến nhận lại Diệp mi và Diệp khác. Diệp ra biết thẩm diệu không thích Diệp mi và Diệp khác, nên từ đầu đến cuối không nhắc đến nàng. Hôm nay họ chỉ thông báo một tiếng. Thẩm Diệu thân là vương phi, vẫn phải ra gặp một mặt. Trong chính sảnh vương phủ, Diệp phu nhân đang trò chuyện với Diệp khác, Diệp Mi ngồi bên cạnh mỉm cười. Diệp Mậu Tài hơi vỉnh mặt lên, muốn nói gì đó, đối diện với hắn là Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành mặc trường bào màu tím, có lẽ vì thương thế chưa lành, ngồi lười biếng. Hắn như cười mà không cười nghe Diệp Mậu Tài nói chuyện không rõ ý đồ. Khi thẩm diệu tiến vào, điều đầu tiên nàng thấy là Diệp Mi đứng dậy hành lễ. Diệp khác thì không nhúc nhích. Bây giờ họ đã là nhi nữ của Diệp gia, thân phận cao hơn, không cần phải lễ phép như trước. Diệp Mi muốn hành lễ, thẩm diệu không đỡ, cứ để mặc nàng hành lễ. Diệp phu nhân trong mắt lóe lên một tia không vui, Diệp khác không lộ vẻ gì, Diệp mậu tài nhìn thoáng qua thẩm diệu, tất cả đều thu vào mắt. Thẩm Diệu đi đến bên cạnh tạ cảnh hành. Diệp Mậu Tài đứng dậy nói, mấy ngày nay ở lại vương phủ, Mi Nhi và Khác Nhi có quấy giày, may nhờ vương phi trông nom, vô cùng cảm kích. Thẩm Diệu mỉm cười, không dám nói quấy giày, Diệp cô nương và Diệp công tử là ân nhân cứu mạng của điện hạ, nói quấy giày thì quá đáng. Diệp Mậu Tài cười ha ha, nhưng Thẩm Diệu chuyển đề tài, nghi ngờ hỏi, nhưng lý cô nương và lý công tử sao lại trở thành diệp cô nương và diệp công tử hai người họ nói tìm thân nhân là diệp gia thật bất ngờ tạ cảnh hành chỉ thưởng thức chén trà không ngăn cản cũng không đồng tình như sống chết mặc kệ diệp mậu tài không nắm được ý tạ cảnh hành do dự một lúc rồi cười nói nói ra thật xấu hổ đó là chuyện xưa mười mấy năm trước ngày đó tiện nội sinh nở bà mụ trong phủ sinh lòng tham nghe lệnh gian nhân, đổi con ta. Thực ra là một đôi tỷ đệ, nhưng bị đổi thành con gái mất sớm. Những năm gần đây vì giữ kín chuyện xấu, không dám tuyên dương, chỉ âm thầm điều tra. Lần này hai người họ đến lũng nghiệp, tình cờ vào vương phủ, rồi nói là tìm thân nhân, thật đúng là số phận. Diệp mậu tài nhìn hòa nhã, càng nói càng thành khẩn, như tỏa ra 12 vạn phần chân thành, cười nói với thẩm diệu, Nghe nói Mi Nhi và Khắc Nhi cứu mạng thân vương Điện Hạ. Thật ra Diệp ra chúng ta phải cảm tạ Điện Hạ. Nếu không có duyên số này, người nhà chúng ta không thể đoàn tụ. Chính là như vậy. Diệp Phu Nhân cũng cười theo. Từ khi gặp Diệp Phu Nhân, đây là lần đầu tiên Thẩm Diệu thấy nàng cười thoải mái như vậy. Dường như niềm vui xuất phát từ nội tâm. Dù ai nhìn thấy cũng không nghi ngờ Diệp Mi và Diệp khác chính là nhi nữ mất tích nhiều năm của nàng nhưng thẩm diệu vẫn không thể hiểu nổi, kiếp trước tại Minh Tề trở thành thần nữ, kiếp này lại là người đại lương. Nguồn gốc và lý do của sự việc này chỉ sợ không đơn giản. Diệp Mi và Diệp Khác ngồi một bên, Diệp Mi có khuôn mặt xinh đẹp, Diệp Khác khôn khéo, vừa nhìn đã biết là nhân tài hiếm có. Đặc biệt là cả hai đều giữ đúng mực, không nói năng lỗ mãng, không ỷ mình là ân nhân cứu mạng của tạ cảnh hành mà hành xử không đúng mực. Vì vậy, người khác cũng không có ác cảm với họ càng nghĩ càng thấy đúng phó tu nghi khôn khéo lãnh khốc và ích kỷ đến mức có thể ra tay với chính con ruột mình nhưng lại sùng ái mi phu nhân chứng tỏ nàng ta phải có điểm độc đáo riêng vậy cũng thật là xảo hợp thẩm diệu khẽ cười hờ hững nói khâm châu cách lũng nghiệp không quá xa diệp ra tìm mười mấy năm không ra nay vừa vào thân vương phủ liền tìm được thực sự là duyên phận có phải không, Diệp cô nương? Diệp mi cười đáp, tự nhiên là vậy. Thần vương phủ là khối phúc địa. Nàng không để ý đến ý nghĩa trong lời nói của thẩm diệu, vẫn biết nghe lời phải nói. Thẩm diệu chuyển ánh mắt sang Diệp mậu tài, hôm nay Diệp đại nhân đến đây. Chấm. Diệp mậu tài vội nói, ta đến để đón họ về phủ. Dứt lời lại thẹn nói, thân là phụ thân, nhiều năm qua để bọn họ lưu lạc bên ngoài, đều là lỗi của chúng ta. Bây giờ gia đình đoàn tụ, không thể để họ chịu khổ nữa. Hôm nay sẽ đưa họ về phủ, từ nay về sau, họ là con cháu Diệp ra. Nói xong, mắt ông có chút lệ quang, nhìn Diệp mi và Diệp khác với vẻ cảm động. Thẩm Diệu cảm thấy màn kịch này thật tẻ nhạt. Diệp mậu tài rồi hướng tạ cảnh hành khen tặng vài câu, có ý muốn kết giao với Diệp khác và Diệp mi. Thái độ này thật xáo diệu đại lương hoàng thất muốn lợi dụng diệp gia để đối phó lư gia diệp gia ở thế trung lập chưa tỏ thái độ theo lý diệp mi và diệp khác trở về diệp gia sẽ càng giúp diệp gia tự tin đối phó lư gia không cần phải nịnh bợ hoàng quyền nhưng thái độ hiện tại lại như muốn lấy lòng vĩnh lạc đế qua duệ thân vương phủ thầm diệu lòng chìm xuống diệp gia đứng về phía vĩnh lạc đế nếu nàng đối phó diệp gia thì cắt bỏ trợ lực của vĩnh lạc đế không chỉ vĩnh lạc đế mà cả tạ cảnh hành cũng không đồng ý nhưng nếu muốn cùng kẻ thù thành đồng minh nàng không thể không cảm thấy buồn nôn tạ cảnh hành thái độ thật khó hiểu diệp mậu tài nói hắn hờ hững nghe không tỏ thái độ rõ ràng làm diệp mậu tài xoay quanh diệp mậu tài và diệp phu nhân nói hồi lâu nhưng tạ cảnh hành không biểu lộ gì rõ ràng diệp gia muốn lấy lòng hoàng gia nhưng hoàng gia không lập tức cảm động cũng không biểu lộ cảm xúc. Tạ Cảnh Hành như xem cuộc vui, không bận tâm, khiến người ta hoài nghi liệu hắn có hiểu Diệp Mậu Tài đang ám chỉ gì. Diệp Mậu Tài và Diệp phu nhân có chút lo lắng, nhưng không thể làm gì hơn, đành mang Diệp Mi và Diệp Khắc cáo từ. Tạ Cảnh Hành phân phó đường thúc tiễn khách, khi ra đến cửa, Diệp phu nhân chợt nhớ ra điều gì, quay lại hỏi, mấy ngày nữa là sinh thần của Thân Vương điện hạ phải không? Thẩm Diệu ngạc nhiên, nàng không biết về sinh thần của tạ cảnh hành. Trước tại Minh Tề chắc chắn không phải thật, còn tại Đại Lương, nàng cũng chưa nghe nói. Diệp phu nhân tinh mắt, thấy Thẩm Diệu bất ngờ, cười hỏi, sao nhìn thân Vương Phi tựa như không biết. Diệp Mi và Diệp khác cũng dừng lại, ánh mắt Diệp Mi nhìn Thẩm Diệu có chút sáu diệu. Làm thê tử không biết sinh thần của trượng phu, lại để người ngoài nói ra chuyện này phu thê đúng là kỳ quái tạ cảnh hành ngồi uống trà như không nghe diệp phu nhân nói thẩm diệu khẽ mỉm cười nhạt nói diệp phu nhân có nhớ sinh thần của diệp tiểu thư và diệp thiếu gia không diệp phu nhân nghi hoặc chuyện này thẩm diệu không cho nàng cơ hội nói cười nói bỏ qua mười mấy năm diệp phu nhân nên lo bồi thường sinh thần của diệp tiểu thư và diệp công tử trước ý nói hãy lo chuyện nhà mình trước khi bận tâm đến nhà khác. Diệp phu nhân như vị vả vào mặt, sắc mặt không dễ nhìn, Diệp mậu tài cũng có chút lúng túng. Diệp mi kéo Diệp khác chào thẩm diệu một cái rồi cáo từ. Nhìn đám người rời đi, thẩm diệu hít một hơi thật sâu. Diệp mi cùng Diệp khác cuối cùng đã được Diệp ra che chở, khiến việc đối phó họ trở nên khó khăn hơn nhiều. Từ nay về sau, muốn chèn ép Diệp mi và Diệp khác, trước tiên phải đối phó với cả Diệp Gia, điều này khó khăn hơn nhiều so với việc ám sát một đôi tỷ đệ. Đặc biệt là trong tình hình phức tạp liên quan đến lợi ích của Đại Lương Hoàng Thất, việc này càng trở nên khó khăn hơn. Cảm giác thật sự không cam lòng và không vui vẻ chút nào. Thẩm Diệu do dự một chút, rồi quay đầu nhìn tạ cảnh hành. Nghĩ lại, nàng nhận ra mình đã giận chó đánh mèo vì quan hệ với Huyền Du và Phó Minh nhưng hôm nay hắn không có thái độ đặc biệt nào đối với Lý Mi và Diệp khác, điều này cho thấy hắn vẫn lý trí. Có lẽ họ nên nghiêm túc nói chuyện, vì mấy ngày nay, nàng thực sự đã hành xử không đúng mực. Nhưng khi quay đầu lại, nàng thấy tạ cảnh hành mặt không cảm xúc đứng dậy, mắt nhìn thẳng, đi lướt qua nàng như một người xa lạ. Không một lời nào được nói ra. Câu nói ta có lời muốn nói với ngươi của thầm diệu bị chặn lại trong cổ họng, không thể thốt ra phía sau cốc vũ và kinh chập thấy vậy hai mặt nhìn nhau họ biết thẩm diệu và tạ cảnh hành đang chiến tranh lạnh và làm chủ tử không được hạ nhân tự nhiên cũng không hài lòng rõ ràng thẩm diệu có ý muốn hòa hảo nhưng tạ cảnh hành lại lạnh nhạt chỉ sợ là tổn thương chính mình cô nương tâm kinh chập và cốc vũ theo thẩm diệu nhiều năm đặc biệt là gần hai năm qua họ đã hiểu rõ tính tình của thẩm diệu lòng tự ái rất mạnh tạ cảnh hành như vậy, thẩm diệu dù có yêu cầu cũng không sẽ chủ động cầu hòa. Kinh chập thấp giọng nói, lần này nhưng nguy rồi, còn tiếp tục như vậy, vừa mới gả tới, ngày sau nhưng làm sao mà qua nổi đây. Cốc vũ cũng trầm ngâm nói, đến muốn nghĩ biện pháp. Thẩm diệu trở lại trong phòng, càng nghĩ càng thấy đến cảm giác khó chịu. Tạ cảnh hành đối xử với nàng như một người xa lạ, điều này thực sự làm nàng sốt ruột. Ở Minh Tề, nàng đã làm hoàng hậu nhiều năm, ngoài việc phải lấy lòng phó tu nghi vì huyền du và phó minh, nàng không phải cúi mình trước bất kỳ ai. Nàng có tính cách mạnh mẽ, nếu không cũng không thể đấu với mi phu nhân suốt nhiều năm. Tạ cảnh hành bây giờ dáng dấp này, làm cho nàng muốn nói chuyện tử tế với hắn cũng trở nên khó khăn. Hai người họ đều là những người cố chấp, chỉ khác là tạ cảnh hành thường không tranh chấp, còn nàng lại giỏi che giấu cảm xúc khi cả hai đều bướng bỉnh, mọi chuyện trở nên thê thảm. Đang suy nghĩ, bên ngoài có người gõ cửa, đẩy cửa tiến vào là bát giác. Bát giác cười khanh khách mang một đĩa bánh ngọt đặt lên bàn thẩm rượu, cười nói, đây là điểm tâm mới làm, cố ý dựa theo khẩu vị minh tề, phu nhân thử xem có hợp khẩu vị không. Vì thẩm rượu và tạ cảnh hành chiến tranh lạnh, hạ nhân trong phủ đều rất cẩn thận. Mặc vũ quân người tự nhiên đứng về phía chủ tử của mình, kinh chập và cốc vũ cũng đứng về phía thẩm diệu. Bát giác và hồi hương từ lâu trở lại, không ngờ bát giác còn biết rõ như vậy. Chỉ sợ là có dụng ý khác, thẩm diệu nhìn nàng, nói, ngươi có lời muốn nói với ta. Bát giác lập tức cười, gãi đầu, nô tỳ ngốc, chưa nói đã bị phu nhân nhìn ra. Nô tỳ bị kinh chập và cốc vũ tìm tới khuyên phu nhân ngoài cửa kinh chập và cốc vũ mặt mày biến sắc bát giác nói mình ngốc nhưng thực ra nàng rất khéo léo nhưng vào lúc này lại thẳng thắn như vậy không biết nói gì cho phải thẩm diệu bật cười ngươi muốn khuyên ta điều gì các nàng nói phu nhân tính tình lạnh lùng chủ tử bệnh nhiều ngày phu nhân không đến thăm chỉ đến một lần sau khi chủ tử tỉnh mọi người thương chủ tử nên mấy ngày nay lạnh nhạt với phu nhân kính xin phu nhân không trách cứ thẩm diệu lắc đầu bọn họ nói đều đúng nhưng phu nhân tính tình không lạnh lùng a à. bát giác cười híp mắt nói phu nhân chỉ là không thích nói ra thôi bằng không sao có thể mang chúng ta loanh quanh cả đêm trong rừng tìm vị cao nhân kia để xin thuốc thảo cho chủ tử nhưng sao phu nhân không nói việc này cho chủ tử thẩm diệu nhạt nói người cứu hắn không phải ta cuối cùng dược thảo cũng vô dụng phí công, không đáng nói đến, có gì tốt mà kể. Nàng từng làm rất nhiều cho Phó Tu Nghi trong hậu cung, giảm bớt đơn giản, vì Phó Tu Nghi thắng được thiên hạ thanh danh, nhưng cuối cùng không ngăn nổi lý khác cho Phó Tu Nghi tuyên bố chính lệnh. Nói ra chỉ chọc người cười, làm người thương hại, phản chẳng bằng không có. Bát giác nhíu mày, nói, nhưng đó là tâm ý của ngài. Thẩm diệu nhìn nàng, tâm ý. Bát giác gật đầu, mặc kệ có cứu chủ tử hay không, dược thảo vô dụng nhưng tâm ý là thật. Ngài che giấu tâm ý, chủ tử làm sao biết được. Phu nhân loanh quanh cả đêm trong rừng, kiên trì đi tìm, đó đều là tâm ý. Tại nô tỳ thấy, tâm ý của phu nhân quý giá hơn dược thảo, phu nhân che giấu tâm ý của mình vì dược thảo vô dụng, chẳng phải là mất dưa hấu lượm hạt vừng sao. Thẩm rượu choáng váng. Bát Giác cười híp mắt nói, "Phu nhân, tâm ý của ngài có thể chữa lành bệnh cho chủ tử. Tâm ý, nhất định phải nói ra mới biết được sao. Thẩm diệu cục mắt, nếu hữu tâm, làm sao không hiểu rõ. Bát giác lắc đầu, đối với người khác có thể là vậy, nhưng đối với chủ tử thì khác. Ồ, ngài biết mà, chủ tử thân thế. Không thuận buồm xuôi gió, mặc vũ quân do chủ tử dựng lên, chúng nô tỳ theo chủ tử đã lâu. Chủ tử hàng ngày đối mặt tính toán từ kẻ địch, điều đó không gì đáng trách. Nhưng với người trong nhà, luôn mong được thẳng thắn. Phu nhân là thê tử của chủ tử, người thân cận nhất. Ngài che giấu tâm ý, chủ tử có thể phát hiện nhưng không xác định. Càng quý giá, càng nghiêm khắc, chủ tử coi trọng tâm ý của ngài, mới có sở làm tức giận. Hắn không hoài nghi ngài, mà hoài nghi mình a. À. Hắn không phải hoài nghi ngài mà là hoài nghi chính mình. Thẩm Diệu bị chấn động mạnh, như thể trong lòng nàng có một khối băng cứng đang dần tan chảy bởi những lời nói giản dị này, từ đó nảy mầm, sinh ra dòng nước nhỏ róc rách và cảm giác mùa xuân đang lan tỏa. Chủ tử cũng có thể hoài nghi bản thân mình, hoài nghi mình không đủ tốt, hoài nghi mình không bằng người khác, hoài nghi ngài có bất mãn với hắn. Những hoài nghi này tích tụ lại, sẽ trở thành hoài nghi về tâm ý của ngài. Vậy ngài còn muốn che giấu tâm ý của mình sao? Thẩm Diệu hơi cụp mắt, cảm xúc lại dậy sóng trong lòng. Tạ Cảnh Hành là người kiêu ngạo, dù ở giữa vạn mã thiên quân cũng chỉ mỉm cười hờ hững mà vượt qua. Hắn đã sống qua những cuộc đấu đá triều đình hỗn loạn và bẩn thỉu nhất, gánh vác trách nhiệm nặng nề không thuộc về mình từ khi còn trẻ. Thân quyến, huynh đệ, bằng hữu, đều như gần như xa, có chân tâm nhưng không người tin điều này khiến hắn trở thành một người không để tâm đến bất cứ chuyện gì nhưng người ta quên rằng hắn có tâm hồn ngay thẳng đơn thuần như thiếu niên như cách hắn đối xử với tô minh phong với vinh tín công chúa thậm chí với lâm an hầu hắn kiêu ngạo không chịu bày tỏ tất cả nhưng lại âm thầm làm tất cả mọi việc một người như vậy kiếp trước và kiếp này đều không thể hợp tác với lý mi và lý khác Nàng vốn không nên hoài nghi, nàng không tin tưởng hắn, bắt nguồn từ việc nàng không tự tin vào bản thân mình. Tương tự như Tạ Cảnh Hành hoài nghi nàng, đến từ việc hắn hoài nghi chính mình. Thẩm Diệu nhắm mắt lại. Giống như Bát Giác nói, khi đối diện với điều quý giá nhất, người ta sẽ trở nên vô cùng nghiêm khắc. Nàng động tâm với Tạ Cảnh Hành, vì thế mới sợ hãi Tạ Cảnh Hành có liên quan đến mi phu nhân, còn Tạ Cảnh Hành để tâm đến nàng nên mới tức giận vì sự lạnh nhạt của nàng trong mấy ngày qua nàng thật giống như đã phạm sai lầm nhưng may mắn là có lẽ vẫn còn cơ hội để bù đắp bát giác nhìn thấy biểu hiện thay đổi của thẩm diệu bỗng nhiên cười nói phu nhân mong rằng ngài hãy hống chủ tử một chút mấy ngày nay chủ tử tính tình lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng mặc vũ quân ai nấy đều không chịu nổi thẩm diệu lắc đầu cười nói ta biết rồi chỉ là Bát Giác do dự một chút, rồi hỏi: "Phu nhân, ngài có quan hệ gì với Diệp gia đôi kia tỷ đệ không?" Thẩm Diệu sững sờ, "Vì sao ngươi nói như vậy?" Nàng đối với Diệp gia tỷ đệ thái độ lãnh đạm, cả phủ đều biết, mọi người suy đoán không ngớt, nhưng họ dù sao cũng mới gặp lần đầu. Đại gia đều nói Thẩm Diệu đố kỵ Diệp Mi khuôn mặt đẹp, mặc dù không đúng, tuy nhiên không tìm ra nguyên nhân khác, sao Bát Giác lại hỏi như vậy? Ngài đối với đôi kia tỷ đệ quá lạnh nhạt. Chủ tử mấy ngày nay cũng cho người điều tra đôi kia tỷ đệ, nhưng tự hồ vẫn chưa tra ra điều gì bất thường. Vì thế, phu nhân, thẩm diệu trong lòng hơi động, bất ngờ khi biết tạ cảnh hành đang âm thầm điều tra Diệp Mi và Lý Khác, lại càng bất ngờ hơn khi họ có thể thật sự trong sạch. Bọn họ có chút liên quan đến ta. Thẩm diệu nói, chỉ là, việc này rất hệ trọng, tạm thời chưa thể nói. Bát giác gật đầu, rồi cười nói, tổng quy phu nhân nghĩ thông suốt là tốt rồi. Phu nhân nhất định không cần che giấu tâm ý của mình. Chủ tử lúc này tuy bị tức giận đến không thấy được, nhưng cái ngày mà chúng ta bồi phu nhân đi tìm trả trách sĩ, đều thấy rõ ràng, tâm ý của ngài người tinh tường đều nhìn ra, không cần phải giấu giếm. Lại nháy mắt một cái, chủ tử sinh thần là đầu tháng sau ba, năm nào cũng tổ chức đại yến tại Bích Tiêu Lâu, nô tỳ đã lén hỏi quản sự nương tử, năm nay cũng vậy. Phu nhân nếu muốn chuẩn bị sinh thần lễ, tốt nhất nên hống chủ tử dịu dàng trước. Thẩm diệu còn chưa kịp nói, bát giác đã nói tiếp, chủ tử rất dễ dụ, nếu thực sự không được, phu nhân làm một bát mì trường thọ, chủ tử bảo đảm sẽ nguôi giận. Quan trọng nhất là, không cần che giấu tâm ý, chủ tử sẽ vui vẻ hơn. Nói xong, như một làn khói nhanh chóng chạy đi. Thẩm Diệu nhìn cánh cửa bị bát giác đẩy ra rồi đóng lại, ngớ ngẩn, nhưng lại bật cười thành tiếng. Trong lòng nàng bây giờ đã nhẹ nhõm hơn nhiều so với những ngày trước đây. Có một số việc không thể tránh khỏi, vậy thì hãy trực diện đối mặt. Như việc cắt bỏ nợ máu không thể tránh khỏi, và việc không thể che giấu tâm ý của mình. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn